Hi, hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Mình là Nhã, sau lưng mình là Dẹo nha mọi người. Làm sao? Làm sao? Thì nè. Thì... Thôi đi. Thì mình với Dẹo có... Mình với Dẹo có... Mới có... Không, thằng Dẹo không, mình không có làm. Thằng Dẹo nó mới làm xong một cái clip mọi người, rất là hay nha mọi người. Clip này là gọi là... đúng tâm trạng và đúng cái lời nhạc luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ để clip này bên đây nha mọi người. Giờ 1, 2, 3 mình sẽ để lên cho mọi người xem này nha. Rồi 1, 2, 3. Hôn lỡ ta vào đuôi mắt em. Chiều nở đúng, đúng là đôi mắt em luôn đó mọi người. Nhưng mà có một sự thật nữa, có một thêm một cái sự thật nữa. Ví dụ mà vậy không thì không nói gì đi mọi người. Có thêm cái nó vui lắm nè. Hồi bữa cứ nói sao, bữa nói thằng Dẻo nói với mình đó mọi người. Nó nói là khi mà Danh bị mà ông chích á, điện thoại nói chuyện với ghệ là không có cho coi mặt đúng không? Cứ không cho coi mặt hết hả? Không, tắt cam luôn. Tắt cam luôn. Với lại mọi người, ghệ của Danh á thì theo mình được biết á nha, thì không có xem YouTube của anh em mình nha mọi người. Ghệ của Danh không có xem YouTube của anh em mình. Ngay cái bữa ông chích rồi thì Danh cũng không cho coi mặt luôn. Cho nên nó cứ rất là giấu cái chuyện mà sống ẩn mọi người. Ngại không dám mà cho coi mọi người. Thì bây giờ mấy anh em mình hôm nay sẽ ra thử rồi anh em mình uy hiếp thử rồi cứ có sợ không nha mọi người. Không biết là ghệ cứ có biết cái mặt cứ lúc bị ông chích chưa ha? Không có biết. Không biết hả? Không. Thì cái chuyện đó rồi mình không biết nha mọi người, để mình ra mình coi thử coi, mình uy hiếp nếu như mà được á là ghệ cứ chưa biết, còn mà uy hiếp mà cứ không sợ á là ghệ cứ biết rồi mọi người. Giờ mình đi dẹo sẽ thử nghiệm luôn nha. Mình đi dẹo sẽ đi ra ngoài uy hiếp kêu cứ làm này làm kia cho mọi người xem chơi cho mọi người. Ok. Đi. Cho mày coi cho mình đi. Đây 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 tao. Cho mày nó tắt luôn nha. Gì? Nó tắt đấy. Mưa hát heo mưa buồn chiếc phố huy. Tèo mình cứ ái. Thôi ngoái cái mũi kìa. Mọi người thì Danh ngồi ngoái cái mũi nha mọi người. Gì tới nha ba? Tới gì ba? Tới gì ba? Anh em hiểu dễ nha, tới gì ba? Đó này vui. Biết rồi, tao không vui đâu. Gì? Thế cười luôn á. Cho coi này vui. Cầm cái coi người ta thấy nó vui. Cầm cái này vui nữa nè. Gầu gì hết. Hôn lỡ ta vào đuôi mắt em. Đôi mắt em đã. Chó con xào như vậy. Thôi, hiểu đấy. Vậy nó tạo. Mẹ tao gai ba. Vậy nó ghê quá. Chó này. Ngày tí bây giờ đây. Mẹ tụi tao. Coi có ghê Danh không? Ghê quá rồi vậy. Wow. Gì? Wow, tao câu chơi được ba. Ghê bây giờ anh coi. Xàm. Ghê anh, không lẽ không biết anh bị khùng gì? Không có biết. Ủa sao không biết? Bữa 2-3 ngày có dám điện thoại cho nó đâu khùng quá. Ba. Mẹ nằm ở nhà mắt xì bụp lên. Yêu nhau là phải thấy cái cảnh xấu nhất của nhau chứ. Vậy yêu nhau là phải biết rồi, nó kêu tôi coi tao không cho coi tao bộ của nó tao đã bụng. Ừ vậy gửi chưa thôi sao mẹ chưa mất dạy tôi chửi thiệt à. Ê nói chuyện cho đàng hoàng nha, tôi cứ gửi thiệt á tao lao. Nói chuyện cho đàng hoàng bị gửi nha. Lao sao vậy? Coi bút không vậy? Đúng rồi tao lao gửi cái gì anh em giỡn nào giỡn. Nói chuyện cho đàng hoàng anh em nào giỡn mà thiệt nhá, đừng chơi trò đó nha. Rồi cản hoài tôi gửi chỗ tôi gửi cái đi thôi. Không được sao vậy? Mấy đồ quần quần ba tôi nghĩ được giờ nói sao đi giờ không cho không gửi rồi. Dạ má biết câu chuyện dữ lắm mà thầy chó này. Chó nào? Ai chó cảm giác là vua là gì hả? Kẻ chiến thắng đó. Cảm giác của kẻ chiến thắng là như thế này à. Mày em biết tới rồi gửi liền à. Cùng với tao nha anh này
Sao nói sao? Mình cũng gửi tàu lao rồi. Sao mình được chứ? Đúng thiệt á. Giờ hay đứa em hôm nay nó sao? Bữa nay anh Toàn đi công chuyện với Khánh này. Kệ nó. Sang đi về quê gậy thôi. Kệ nó. Nay còn ba anh em mình phải nghĩ nữa đi. Tình thương mến thương với nhau. Rồi, tao dắt đèn lẩu. Lẩu chứ đủ. Mưa mà lẩu gì? Mưa lẩu mấy anh, bọc xìu đen nữa. Rồi cái lẩu kia nhặn. Rồi. Vậy. Gì ba? Chưa có đủ. Được rồi. Đủ. Sao vậy? Đủ chưa? Chưa đủ phê. Trời ơi. Không có gì nữa hay ba. Mấy chị nó nói vậy mà anh còn đi ra đây. Đi đâu không nổi. Về đây đi. Đó đi trời ơi trời. Ra đây nè. Cái anh em coi thì gửi đó coi cho vui vẻ được rồi. Được có đi không? Ra đây gửi đi. Thôi gửi luôn đi. Ra đây gửi. Cầm cái quay em biết lắm mà. Đừng có chạy được nữa. Không nói gì nói đừng có gửi thiệt, đừng có gửi có cái mặt không sợ gì chạy. Có cái mặt không à. Thì cái mặt anh vậy nè, bên đây nó sưng hơi chứ coi đâu. Cái khẩu thì đừng có gửi. Mập lên thôi chứ có gì lên chứ à. Nó đừng có gửi rồi. Rồi lỡ sau này con mắt bên kia anh bị nữa rồi sao. Làm gì? Quý hiếp anh em mà. Làm gì? Anh bạo lực với anh em hả? Hả? Bây giờ anh... giờ em có cái này em cho anh làm nè. Làm gì ba? Cái gì? Cái này cho anh làm anh. Nghe mà đây anh đứng nè. Đi giữa đường đứng nè. Đứng giữa đường. Không có vậy nha, không có nhăn nhó nha. Nhảy phớp đi. Khùng gì trời mới mưa xong rồi nhảy phớp. Bắt nhạc cho nhảy phớp. Thôi. Gửi. Tát ngọn rắn cười gửi. Gửi trong mét có hả? Mét mét trên gửi. Rồi nhảy nè. Nhảy đi, bắt nhạc nè, có nhạc là nhảy nha. Trời ơi. Vậy quay nghiêm túc nha. Giết nhở. Giết ai? Giết Khánh. Anh em không có chém giết nha. Rồi vô. Vô. 1, 2, 3. Thôi, nhạc bị tắt. Từ từ. Sao nhảy? Rồi, cô lại đổ bọ. Rồi, cô này cô lại nó mừ. Cây tên nhờ. Em kêu nhảy phớt rồi. Không nhảy. Không có nhảy được. Tự nhiên kêu nhảy. Nhảy đâu lắm. Rồi nhảy. Nhảy không. Nhảy mặt quên. Khỏi đi quên. Gửi quên. Rồi nhảy. Ba lần luôn. Được mấy nhạc đó. Được mấy nhạc đó. Bích bóc đi nhảy được. Rồi bích bóc luôn. Xong nhảy. Nhảy rồi đó. Hip hop là chống đầu nhảy lên vậy nè. Yo. Sao mà ông nhảy? Ra ngoài đi. Ông Tám ngồi ông nhìn kìa. Ông Tám có gì đâu mà. Ông Tám chính gì kể. Yo, 2, 3. Chống đầu xuống. Chống đầu xuống đó luôn. Nhảy là gì chạy? Thì bắt bao đi. Đàng hoàng không? Yo. Đàng hoàng không? Rồi đàng hoàng. Đàng hoàng không? Đàng hoàng vậy á. Một cú pháp. Được, xin lỗi. Vô dẹo. Chấm đầu xuống. Chấm đầu xuống. Chấm đầu hoặc gửi. Hip hop. Hip hop. Nhìn kìa, ông cười kìa, ông cười rồi. Ông cười rồi mấy ơi. Ông cười rồi, không có được tao đi vô đi. Ba chưa chấm đầu. Ông Tám ông cười rồi. Đâu? Ông ngồi đóng đứa bụng trình hình tới ông cười kìa. Má mày vừa phải hải mày thiệt có dạy đó. Không muốn gì vậy nha. Khác gì vậy nha. Chữ gì vậy? Chữ gửi hay gì vậy? Chữ gì vậy? Chưa gửi có gửi thôi, mới có để thôi, chưa có bấm nút gửi. Chữ gì vậy? Tôi thở dài. Chữ gì vậy? Thở. Chổng đầu hip hop cái. Bóp. Không có hip hop. Ừ. Chổng đầu hip hop. Chơi mình nhảy chai, nhảy chai luôn. Lẹ, 1 2. Rồi ke đầu. Vô, quá dữ. Kệ ông Tám, đã có nói khùng đi. Dỡ ông Tám ơi, con dỡ. Má, ông cười gì trời trời. Không có... Thôi, đã không? Không. Không nhiệt tình. Không nhiệt tình. Bây giờ anh em mình sẽ gửi coi cái phản ứng của... Nhảy nhiệt tình với coi. Không bao giờ không thích coi nhảy nữa. Gì nữa ba ha. Không phải coi nhảy nữa. Chứ làm gì ba. Ừ trời, tôi lại tôi bay thiệt cái đâu má, chó này nó đâu nó có cái con mắt chà bá nữa vậy. À, giờ anh lại chỉ sợ anh leo lên anh ngoái. Kì cho ông nó quýnh thêm con thì ô ông vừa vẽ chứ không á. Có, đâu có hơn người ta đốt rồi. Mẹ ô ông vừa vẽ cho nó quất một cái mà nhiều quá. Có anh này gãi cũng đi. Đi. Anh leo lên đây. Anh ngoéo 2 giờ, anh chổng cái đầu xuống anh nhảy. Hiểu không? Ngoéo chỗ nào? Nè, anh ngoéo bên đây nè.
Rồi sao tao ngoéo? Leo lên ngoéo cái vợ vô đây. Ông hai ông ngồi nữa. Lại đây. Ông coi giải trí chứ gì đâu. Rồi vô đi. Được. Tao lên. Ê tao bao tao lên rồi nè. Để đừng. Tao lên rồi. Dễ dàng quá. Anh em đi không dễ chơi. Rồi tới đó được rồi, hấp hấp vậy được rồi, ngéo giờ vô. Giờ kia nữa. Giờ kia ngéo vô. Đúng rồi, rồi hít chổng cái đầu xuống. Cái gì ba sao? Chổng cái đầu xuống nhảy. Không được. Xuống. Được hết trơn á, gì không được. Không được nha. Rồi chổng đầu xuống. Không được nha. Chổng gửi là được rồi. Gửi là được hết trơn. Gửi là được. Đỡ lên cái té té. Gửi là được. Cái gì té? Bỡ đỡ lên cái. Được chưa? Chưa. Hỗ trợ này chứ gửi nửa clip quá. Ờ, buông ha. Ờ, buông đi. Ờ, buông đi. Rồi sao? Rồi, chống đầu xuống. Bịt lót đi. Rồi. Chưa hết nhạc nữa. Quay cái gì trời, quay gì cái nữa mày hình nữa trời. Gì trời? Ờ, với lại. Ui, chịu trứng. Má không nhầm kìa. Không, hai coi chơi vui, không gì chứ. Ủa, gì trời. Bịt lót đi. Bấm luôn. Bịt lót đi, bịt lót đi, bịt lót đi. Bóp, bóp vậy. Chị mất dậy đó. Ẩm xuống coi. Gì? Ẩm xuống rồi té bây giờ nè. Ẩm xuống gì? Té. Tự nhiên cứ kìa. Xuống dò méo kìa. Lại quay dò té nè. Kêu kêu ngu ngon rồi vậy. Sao rút cái dò này ra? Té nè. Hả? Cứ gắt ra đây rồi. Rồi sao rút cái dò ra? Không biết. Cứu anh ơi. Cứu anh nè. Nghĩ rồi nè. Cứu anh nè. Quá. Nhỏ. Nít ngủ mà. Nhỏ tập cũng được. Nít ngủ 15. Rồi được rồi. Đừng có xóa clip đó đi. Không chơi nữa thiệt á. Để rồi. Là dễ rồi. Mày điên hay vậy? Thôi à. Đi. Dễ rồi. Là anh nhảy sexy cho ông 8 coi đi. Điên hay vậy? Đây. Nhảy sexy cho ông 10 với ông 8 nữa coi. Vừa phải thôi. Lẹ đi. Gì đây? Một là gửi, hai là... Đi. Dạ. Ấy, sao? Nhảy sexy cho ông 8 coi đi. Đi đi. Đây nè, ba người đi chung mà. Cái vô quê. Đi. Không gì quê chứ. Đi. Quen không mà. À, tao đâu có nói chuyện ông Tấm không mà. Thôi được rồi. Có thì không, bây giờ vậy đi. Giờ nói vậy nè, coi nghe được không nha. Ừ. Giờ một anh gửi nè. Gửi. Gửi luôn. Khỏi khỏi cái hay. Gửi muốn vậy anh làm cho. Thiệt nhá. Một lần nữa thôi nha. Một lần nữa xóa nha. Okay. Ừ. Làm gì? Làm cho vui anh em, vui vẻ hòa đồng là xóa liền. Này anh em không ai muốn uy hiếp anh làm gì đâu, nó thiệt. Thầy nhảy cho ông Tấm ra đây. Chữ sau lưng em hay vậy? Không có. Bây giờ nè, cái cuối cùng vậy nè, anh đỡ ứng đợi đi. Thì mà có chiếc xe là chạy ngang phải không? Anh chặn xe lên. Khùng chứ xe đụng chích queo hay gì ba. Đó anh chặn lên. Thôi đừng có xàm. Anh thích đắt 5 cái thôi là xong. Thôi xe đụng chích queo đó. Thôi gãy đi khỏi giờ cơ hội chứ. Má hay mày vừa phải thôi mày. Mà cậu điện thoại cưng là gì? Tám. Rồi vừa phải thôi. 888 không được mà. 28000. 80000 hả? Đúng rồi. Mà không được thì. Rồi vô rồi. Đây nè. Rồi thôi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt sen. Muốn gì nói nha. Muốn gì nói nha. Vừa phải nha. Muốn chặn xe là hít đát. Sao xe đông cháy vậy? Đường này bà con rất là chạy chậm chậm. Ừ, chậm chậm quá cái lội ruột ngoại luôn. Sao anh chậm đây đi. Rồi xong rồi gần tới sáng bên này anh hít đát là lầm. Rồi ok giờ đứng đợi đi dẹo, khi nào có xe thì anh làm nha. Ok. Giờ chịu làm không? Chịu hay là không ơi? Tao chết rồi, gia đình tao mày nuôi. Chết kìa. Chết. Nghĩ sao xe bay nằm dưới đường cho chán lầu vô. Chết đi em gửi cho gửi anh câu vui lắm. Ôi. Ủa cái này khác gì cái hình thờ. Ôi. Nó gỡ mày. Bậy. Mày nó gỡ. Cuốn miếng nó lại. Cái này không khác gì cái hình một mắt. Quên. Đập cô cầu bại. Trời ơi. Liệu rồi đó. Ủa xin lỗi. Hay là mày nóng rồi đó nha. Mày nóng trong người rồi đó. Mạnh bảo với anh em rồi đó. Rồi mày tắt đi. Một hồi okay. Có xe lại mày bấm mày quay liền cho tao. Ok. Chỉ cần một chiếc xe chạy ngang mà không làm theo vậy thôi ha. Nghỉ luôn. Không có cơ hội thứ hai đâu đó. Lâu quên nha. Muốn xe. Mày nghỉ đi được rồi. Thôi đi nghỉ đi ha. Ừ nghỉ đi. Thôi sao đi. Đi về đi. Sao đi. Đứng về. Kêu sao đi. Đứng vậy. Giỡn nào vừa phải phải thiệt lớn hết trơn rồi giỡn cái trò kỳ cục. Thôi giờ đừng có làm sau này đổi quần đi xị nâu luôn. Đi xị nâu luôn.
Thôi đừng làm gì nữa, xe cổ nguy hiểm. Xe cổ nguy hiểm lắm, nó nguy hiểm lắm, lỡ cán lầu cua sao? Đi đăng nhảy sexy giùm tấm rồi. Tàu lao. Bẻ. Ông già đó bị loại giỡn mặt, ông chửi chết á. Không có. Ông 10 chúng 8 sớm này vui lắm. Vui không? Vui. Đi đăng nhảy sexy ông coi. Trời ơi, ông chửi chết á. Ông nói một là nhảy. Rồi nhảy. Nhảy. Ôi trời. Vậy đi. Đi đi. Vậy mình tự mình làm gì cũng được mà đúng không? Vậy mình mới là người sống với mình cả đời. Thì ông Tám thì đâu có sống với mình cả đời đâu mà sợ. Sao? Bắt đi rồi gửi. Rồi sao anh vừa chạm vô là gửi liền á. Sao? Sao? Chạm vào, chạm vào. Đi lẹ đi quê, cái gì vậy quả ơi. Lẹ đi. Một. Hai. Nhảy sao? Cũng nhảy sexy, sexy là được. Nhảy vậy nào, quay qua đây vậy. Nhảy vậy nào. Gửi cảm lên nha. Cảm lên nha, mặt quyến rũ lên nha. Mà anh đi mình đã nha, mấy em không đi em nha. Ê, vừa phải chứ, dạ vậy trời. Dạ đứng xa xa nha. Ok. Tụi nó chuyện cười vui bánh gì. Cậu ba không có mày ở gì mà. Dạ, ba chú lắm. Dạ luôn đi. Thôi. Thôi chậm con ơi. Thôi, nhảy 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 nhảy. Nhảy 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 sao, nhảy lại lặng nhảy gì vậy không? Ừ. Nhảy lên. Cười. Chỉ rồi, chỉ rồi mọi người. Rồi, nhảy được chưa? Nhảy. Gì vậy? Nhảy. Nhảy sao? Nhảy. Ừ. Nhảy nữa. Nhảy nữa. Rồi bắt tay ôm 10 cái. Ôm 10 cái. Chị xíu đi chè. Chính là chính là auto 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 chứ. Để đi chạy. Mượn rồi vậy. Mà hỏi có bị bệnh gì không rồi. Mới nói bắt tao nhảy. Mới là bắt. Tao bắt tao tự đi nghe. Ai bắt? Nó còn khùng tự lại nhảy mấy con coi rồi. Vậy? Ai bắt? Quay cứ tự sáng. Sửa gì? Kiếm chuyện nó luôn hả? Rồi còn cái cuối cùng nha mọi người. Cái này, cứ coi tha tao đi. cái này cái cuối cùng nha. Được rồi. Cái cuối cùng. Thôi thôi thôi, nghĩ được rồi, nãy giờ biết nhiêu lần nãy là chị quầy lắm rồi đó. Không lớn tiếng. Dạ không, nãy giờ không có dạ nhưng mà không lớn tiếng. Ừ, để tao không có giỡn đây nữa. Đứng đây. Ngồi xuống. Cái nữa nha. Rồi cái nữa thôi. Ngồi xuống. Cái này là không được thì gửi. Trời ơi. Ngồi xuống. Rồi quay mặt bên kia đi. Mở cái chuồng ra. Phun cái mỏ bò. Nhắc đi cái gì? Không, nút nút lửa con. Cái gì? Nút lửa. Đi cái con đi. Răng gì đó răng đi. Má e mệt quá à. Răng đi. Rồi mày răng đó. Cho tôi gửi ai gửi đi. Gửi đi. Mất dạy mày. Ủa anh phải mình nha. Gửi đi. Anh không kêu mở con bồn ra không hết vậy. Mở con bồn nước rồi. Má mày nghĩ sao đi không kêu không con chó. Cái xe kìa. Đó xe đó. Gửi không lên nhà ai. Gửi đi. Đâu hả? Vậy. Vậy chứ hả? Anh trai. Chơi. Rồi coi phản ứng này nha. Gửi đi. Gửi rồi cho phản ứng đi. Đã giúp mày nè. Mấy chuyện dạ nói dạ gì chữ gì vậy? Dạ nói gì? Mất gì quạo? Mất gì quạo? Kêu hung chó không quạo vậy? Hung chó mày kêu gì tao không làm không? Ủa à? Vô nút lửa cảnh đi. Vô nút lửa cảnh đó, bỏ đi. Nút lửa cảnh cái à. Quạo chứ. Chơi là mình kêu cái cuối là phải cho quạo mọi người. Chứ mà chơi không quạo chơi chí. Mà mày nút lửa chết được không? Anh nút đi. Mày điên. Sao anh kêu anh nút? Bởi vậy tao kêu cái chờ cứ về luôn đó.
chứ không lẽ kêu hoài làm hoài ông nội tôi nghiệp. Về đi, rồi về đi mình gửi. Ấy ảo đi ba. Thôi trời chỉ xó đi ba, đừng có gửi cho gửi cứ coi nha. Cứ quê á. Cảm ơn mọi người đã xem hết video mọi người. Nếu mọi người thấy hay bấm like cái kênh này. Mình kết những cái khúc ở trên cây á. Nghĩ đúng đẹp luôn. Lời đáng ơn ông Mười nữa trời. Quá quý luôn trời. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Còn về chào tụi mọi người nha. Không biết ngày mai là cứ vô là cứ có bình thường nữa không hay là quạo luôn rồi. Ok. Không mà cái này quạo cũng đúng nha mọi người. Mà cái này quạo cũng đúng mọi người, đừng có suy nghĩ là không quạo nha. Mà bị uy hiếp mà kiểu đó là sẽ quạo. Ức chế. Ức chế sẽ quạo. Nhưng mà không biết là quạo ở khúc nào thôi. Khúc cuối là quạo là đúng rồi đó. Kiểu không chó kiểu không quạo. Xin lỗi danh rất nhiều nha. Chào tụi mọi người.